cái uh, clip này mình xin uh, hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm tinh hoa y học cổ truyền thì trước hết các bạn vào trong cái trang tinh hoa y học cổ truyền blogspot.com thì và các bạn là kéo xuống cái phần à, hướng dẫn cài đặt phần mềm thì trong cái phần hướng dẫn này à, nó có một cái link để các bạn download cái phần mềm xuống đây các bạn là click chuột vào đây thì và sau đó các bạn chọn download xuống, thì các bạn lưu nó trên một cái hồ đĩa của các bạn, thì khi đó các bạn khi download xong thì các bạn sẽ thấy một cái file như thế này là tinh hoa y học cổ truyền phiên bản dùng thử này, thì các bạn extract ra, đây là một cái file nén, thì các bạn extract ra bằng cách right click và các chọn uh, mục giải uh, nén ở đây thì khi đó nó sẽ ra một cái thư, một cái thư mục như thế này là tinh hoa mà cổ truyền phiên bản dùng thử và các bạn trong đây có hai file và các bạn chạy cái file setup aik ở đây các bạn chạy các bạn chọn nét thì ở đây là mặc nhiên thì là nó sẽ cài đặt vào vào cái ổ đĩa c tức là cái ổ đĩa hệ thống của máy tính nhưng mà tôi khuyên các bạn đó, là nên cả chọn một cái ổ đĩa D hoặc E gì đó trên máy của bạn thì khi đó là cái tức là nếu mà trong quá trình sử dụng thì ví dụ cái Windows của các bạn nó có thể bị hỏng hoặc như thế nào bị virus nó phá chống phá đó thì các bạn có thể cài đặt lại phần mềm và khi đó nó không ảnh hưởng đến các cái dữ liệu lưu ở trong cái cái phần mềm đó, thì ở đây các bạn chọn, ví dụ ở đây trên máy của tôi, tôi chọn là cài trên ổ đĩa E chẳng hạn. Đó. Và một lựa chọn nữa là cái phần mềm này bạn muốn là chỉ bạn dùng thôi hay là cho mọi người có thể dùng được tức là nếu mà trong trường hợp máy tính của bạn mà phân quyền tức là có nhiều user sử dụng trên cái, cái máy đó thì các bạn nếu mà các, các bạn chọn everyone tức là mọi user đều có thể sử dụng được đó, ví dụ ở đây tôi chọn everyone thì các bạn là uh, chọn tiếp tục nó chọn net rồi tiếp tục chọn net đó, như vậy phần mềm nó cài đặt rất là nhanh chỉ trong vòng mấy giây thôi là xong và khi mà cài đặt xong thì các bạn sẽ thấy một cái một biểu tượng như các bạn thấy ở trên màn hình đây và các bạn click chuột vào trong cái biểu tượng đó và chương trình nó sẽ chạy đó và trên đây là các bạn nó bấm mua chữ đăng nhập và các bạn có thể vào đây và đây là cái chương trình và các bạn hoàn toàn có thể sử sử dụng cái phần mềm à, tuy nhiên trong quá trình cài đặt cái phần mềm này thì các bạn có thể xảy ra một số lỗi mà phần mềm nó không chạy được thì có cái lỗi thứ nhất là tại vì cái phần mềm này là được nó, nó sử dụng cái cơ sở dữ liệu asset vì vậy là có thể là nếu mà cái bộ cái asset ấy, thì luôn luôn nó đi kèm theo cái bộ office của Microsoft bao gồm mà asset này excel rồi word nhưng mà vì một lý do nào đó mà khi có thể các bạn cài và đặt vào thì nó thiếu cái cái phần đó thì các bạn là khi đó nó không kết nối được với cơ sở dữ liệu và các bạn phải download cái uh, uh, cái file asset database engine này tức là các bạn search trên google và các bạn download xuống thì tùy theo có nó có phiên bản 32 và 64 thì tùy các bạn sẽ uh, uh, download xuống và các bạn nhấp nút vô cài đặt ra. và sau đó là và, phần mềm nó sẽ uh, chạy được thôi và cái lỗi một cái lỗi uh, thứ hai uh, có thể xảy ra đó là trường hợp mà các bạn phân quyền ở trên máy tính tức là cái máy tính của bạn có nhiều user truy uh, truy cập vào thì khi đó là các bạn uh, có thể là cái chương trình nó sẽ báo lỗi là về, về 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 liên quan đến về cái quyền truy cập thì các bạn right click ở trên cái biểu tượng nó và các bạn chọn property trong cái uh, cái tab này thì các bạn chọn là run this program uh, as an administrator tức là mình chạy với cái, cái cái quyền mà gọi là cao nhất, đó, các bạn click chuột vào đây này, đó, thì khi đó là cái cái vấn đề mà về quyền truy cập là sẽ 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 được giải quyết và các bạn sẽ không còn gặp rắc rối gì nữa. Chúc các bạn là thành công.